từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sao, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm luôn luôn. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý, có người tôi trong khung hình các bác đang nhìn ở trong video. Đây là chiếc đầu máy DAC đến từ Sony, và đây là một trong những huyền thoại chơi nhạc số mà được rất nhiều khách hàng của Thanh Tâm Audio đã và đang sử dụng cũng như ủng hộ về cái sản phẩm này. Bộ sản phẩm này hôm nay thì sẽ có một cái mức giá sale off rất là tốt để cho các bác nào quan tâm về cái con máy này với khả năng chơi nhạc của nó. Trước khi đi vào cái mức giá thì đầu tiên em sẽ gửi tới các bác một chút một vài những thông tin về ngoại hình cũng như là cái tính năng của con máy này. Con máy này được Thanh Tâm Audio đấu giá vào khoảng 2 tuần trước và ngày hôm qua thì mới về hàng tại Thanh Tâm. Hình thức thì em đánh giá khoảng mới trên 98%, cực đẹp luôn các bác nhé, không có bị cấn cạnh hay là sức răm gì đâu. Các bác đang được nhìn thấy chiếc đầu máy Sony HZ1S, một trong những chiếc đầu máy giải mã nhạc số duy nhất của Sony trong cái dòng giải mã chuyên nghiệp mà xuất âm cho các bác theo hai đường, đó là Bannon và Rosia. Sony Z1S sẽ sử dụng cái kích thước chiều rộng là 44cm. Mặt trước của máy được làm hoàn toàn bằng nhôm phay xước mịn rất là đẹp. Mặt trên của máy các bác có thể tham khảo thêm, tuyệt đẹp luôn, không có xước răm hay cấn cạnh gì cả. Đây là một trong những cái ưu điểm mà khi Thanh Tâm Audio nhìn thấy nó và sẽ quyết định mua. Phía sau của đầu máy Sony HZ1S thì các bác có thể nhìn thấy đó là nó sẽ có hai cái đường ao tiếng bao gồm Bannon và Rosia để các bác có thể kết nối với các ampli cao cấp có ngõ vào Bannon. Ở bên này thì các bác sẽ có thêm một cái đường giải mã, em xin lỗi các bác, ở bên này thì các bác sẽ có thêm một cái đường để cắm mạng LAN, tốc độ truyền tải là 10/100/1000 và một đường gắn ổ cứng bên ngoài. Máy được sản xuất năm 2013 và do Sony nhà máy của Sony ở Malaysia lắp đặt các bác nhé. Ở cái phía bên trong nội thất của con này thì khi các bác tháo tấm nhôm này sẽ được quan sát hết nội thất bên trong. Và cái dòng máy Z1S này nó khi mà sản xuất ra thị trường ấy, thì nó còn một con ampli nữa, class A nữa, đó là con A1ES. Thì khi mà các bác đặt con HZ1ES này với con A1ES thì nó sẽ rất là đồng bộ và nó sẽ chơi nhạc cũng như là rất là đồng điệu. Rồi, quay trở lại với cái mặt trước của máy thì các bác có thể nhìn thấy ngay cái tiêu chuẩn Hi-Res Audio được đề ra cũng như được đưa lên cái con máy này. Vì thế cho nên cái khả năng giải mã của nó về những cái file nhạc số như là những cái file khó như là DSD 11.2 nó vẫn chơi tốt các bác nhá. HZ1S thì sẽ trang bị bên trong máy một cái ổ cứng với cái dung lượng là 1TB để chứa nhạc. Sau khi bán ra cho khách hàng thì bên em cũng sẽ cóp đầy đủ những cái bài hát mà Thanh Tâm Audio đang có vào trong cái ổ cứng này. Và các bác chỉ việc gọi là sử dụng cái control mặt trước, hoặc là các bác có thể sử dụng cái điều khiển cái điện thoại từ xa để có thể kết nối với con máy này và gọi nhạc các bác nhé, rất là tiện. Qua đợi một chút em sẽ demo cho các bác luôn. Như đã giới thiệu trong rất nhiều những cái video trước ấy, thì Sony là một trong những cái thương hiệu mà họ làm ra những chiếc đầu DAC giải mã với cái app ở trên điện thoại là mượt mà nhất các bạn nhá. Mượt mà nhất là Sony, sau đó thì mới tới thương hiệu Pioneer đời mới. Còn Mazang với đàn ông thì em không đánh giá cao. Sau này thì họ ra cái app HOS thì nó còn tạm ổn một chút.
Ở trên điện thoại các bác tìm cho em cái app có tên là HDD. HDD Audio này, HDD Remote Audio. Và khi các bác bật nó lên thì nó sẽ tự động tìm kiếm xung quanh cái nền tảng mạng của bác xem có con máy nào của Sony không. Nếu có thì nó sẽ báo cho các bác vào trong điện thoại đây, vào cái app này, và chúng ta sẽ tiến hành kết nối. Đây, ví dụ như các bác đang nhìn thấy đây là máy sẽ báo là có một thiết bị tên là HZ1ES. Với cái hình ở đây em sẽ bấm vào để kết nối vào. Nó sẽ ra cái giao diện của cái app điều khiển này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đây là cái app điều khiển của máy. Các bác sẽ vào trong cái app này và chọn nhạc rất là nhanh. Đây. Đây, các bác có thể đổi này. Các bác có thể chọn bài khác rất là đơn giản. Hoặc các bác có thể quay trở lại trang chủ của cái app. Hoặc các bác cũng có thể ấn vào cái trình chơi ở đây. Rất là tiện. Về tất cả những cái tính năng ở trên con HZ1ES cũng như là S1 thì em cũng đã có làm clip đầy đủ ở trên kênh. Các bác chỉ cần nhắn tin cho Zalo cho Thanh Tâm thì em sẽ gửi những clip đó. Ở trong clip này chúng ta sẽ không nói dài về vấn đề đó nữa. Tất cả những dòng nhạc mà Thanh Tâm Audio đã copy vào trong máy thì đều là dòng nhạc tuyển chọn hết. Và các bác cứ hình dung là nếu với các bác không chơi nhạc từ CD thì các bác đã có một con đầu máy mà tất cả những cái album CD, album nhạc từ CD đã được nén hết vào trong máy này. Việc còn lại của các bác là các bác chỉ cần cầm điện thoại và kéo cái nhạc ra để chơi thôi. Và cái bộ sản phẩm ngày hôm nay sẽ có mức giá, bình thường dao động trên thị trường nó sẽ có mức giá khoảng 34-36 triệu. Nhưng mà bộ ngày hôm nay em sẽ để cho các bác với mức giá là 29 triệu các bác nhá. 29 triệu. Lý do tại sao? Lý do tại vì là khi em mua từ bên Nhật về thì các bác có thể nhìn thấy cái màn hình hiển thị ở đây này. Nó có một cái đường chỉ kẻ trắng, nó chạy ngọc giang, nó chạy dọc ngang cái màn hình này. Nó chạy ngang cái màn hình. Đó, thực ra là nó cũng hơi mất thẩm mỹ một chút thôi. Thực sự em chia sẻ với các bác là hơi mất một chút thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì tới chất âm. Và cái màn hình hiển thị này thực tế thì khi các bác cài đặt cái setup ban đầu ấy thì các bác còn nhìn vào nhiều, còn khi các bác sau này các bác chơi nhạc như Thanh Tâm ấy thì thường chúng ta cũng không bao giờ quan sát vào đây nữa, mà cái điều mà chúng ta quan sát nhiều đó chính là trên cái smartphone đây. 29 triệu cho con HZ1ES các bác nhá. Bác nào quan tâm tới chiếc đầu máy này thì có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Bây giờ thì em sẽ tiến hành chọn một bài nhạc khác để chơi. Các bác có thể nhìn thấy đó là cái tốc độ phản hồi của cái app nó cực nhanh luôn. Chuyển nhạc cũng rất là nhanh. Thời gian không biến đổi khi thề nguyện trăm năm.
có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không? Mẹ hiền yêu ơi, đơn đau đau đớn vô cùng, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Tình mẫu thân một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bắt đầu quan tâm tới chiếc máy Sony HZ1E HZ1ES với mức giá siêu tốt này, có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hoặc là Thành Tâm. Xin chào.